Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2019, lễ thánh Roberto Bellarmino, giám mục, tiến sĩ hậu thánh lễ nhớ. Thứ ba, tuần thứ 24, mùa thường niên. Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi Timôthêo. Đây là lời chân thật. Nếu ai ao ước chức chủ tịch giáo đoàn, thì đó là ước ao một nhiệm vụ tốt đẹp. Vậy vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không có ai trách cứ được, người chỉ kết hôn một lần, ăn ở tiết độ, khôn ngoan, thanh lịch, đoan trang, hiếu khách, biết dẫn dạy, không mê rượu chè, không gây gổ nhưng hòa nhã, không cạnh tranh, không tham lam nhưng biết cai quản gia đình mình, dạy con cái biết văn phục và tiết hạnh. Nếu ai không biết cai quản gia đình mình thì làm sao coi sóc được cộng đoàn Thiên Chúa? Vị chủ tịch giáo đoàn không phải là tân tòng, kẻo cậy mình kiêu căng mà sa vào án phạt của ma quỷ. Người phải có tiếng tốt nơi người ngoại, kẻo bị ô danh và sa lưới ma quỷ. Cũng thế, những người phụ tá phải đoan trang, không ăn nói nước đôi, không nghiện rượu, không tìm cách đê tiện, nhưng phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm thanh sạch. Những kẻ ấy phải được thử thách trước, rồi nếu không có gì đáng trách thì mới được phục vụ. Người phụ nữ cũng vậy, phải đoan trang, không nói hành, phải tiết độ và trung tín trong mọi sự. Các vị phụ tá phải là người chỉ kết hôn một lần, biết coi sóc con cái và nhà cửa mình. Vì những phụ tá khi thi hành đúng đắn chức vụ sẽ được lên bậc cao trọng và sẽ đầy hiên ngang trong lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa, con sẽ sống theo lòng vô tội, con sẽ ca ngợi tình thương và đức công minh. Lạy Chúa, con sẽ đàn hát mừng Ngài, con sẽ tiên thân trên đường liêm khiết. Khi nào Chúa sẽ đến viếng thăm con sẽ sống theo lòng vô tội, con sẽ sống theo lòng vô tội trong nơi cung thất của con. Con sẽ không để bày ra trước mắt một chút chuyên chi gian tra. Con sẽ sống theo lòng vô tội. Ai bí mật nói xấu người lân cận, con sẽ tiêu diệt thứ người này. Hẳn người mắt nhìn cao và lòng kiêu hãnh, hẳn người đó con cũng không dung. Con sẽ sống theo lòng vô tội. Mắt con theo dõi những người trung thành trong đất nước để họ cùng được cư ngụ với con. Ai sinh sống theo đường liêm khiết, con người đó sẽ được hầu hạ con. Con sẽ sống theo lòng vô tội. Alleluia, Alleluia, lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tùng Cha, vì Cha đã mặc khai những màu nhiễm nước trời cho những kẻ bé mòn. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà góa kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bây giờ người phán: hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: một tiên tri cao cả đã xuất hiện với chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người, và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: vì tình yêu thương mà Đức Giêsu đem lại niềm an ủi cho bà góa, Ngài không đành lòng nhìn bà ta đau khổ nên đã cho con trai bà sống lại. Bài tin mừng cho thấy Đức Giêsu luôn quan tâm đến nỗi khổ của chúng ta. Ngài luôn hiện diện nâng đỡ, ủi an và cứu giúp chúng ta. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu là con người với sự yếu đuối và bất lực trước những đau khổ bế tắc của chính mình, của cuộc sống. Xin Chúa luôn ở với chúng con, quan phòng và săn sóc chúng con trong tình yêu của Chúa.
Như con trai bà góa đã được sống lại, xin cho chúng con được tái sinh trong tình yêu và thánh thần. Để từ cuộc sống hiện tại, chúng con bắt đầu đi vào cuộc sống vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. Amen. Trích trong Tin Mừng và Suy Niệm Hằng Ngày. Lời nói không mất tiền mua. Mahatma Gandhi, người đề xướng chủ trương tranh đấu bất bạo động, đến Phi Châu, ông vào dùng bữa trong một quán ăn bình dân. Sau khi dùng bữa, ông trả tiền và nói với người giúp bàn: xin cảm ơn vì sự tử tế của anh. Người giúp bàn trả lời: thưa ngài, tôi sẽ không bao giờ quên ngài. Từ 25 năm phục vụ ở đây, tôi chưa bao giờ nghe được một tiếng cảm ơn. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một tiếng cảm ơn, một lời chào hỏi, nếu được thực thi với tất cả chân tình, là một biểu lộ của một lòng tin sâu sắc. Nói một tiếng cảm ơn, biểu lộ một cử chỉ thân thiện với người khác, là muốn nói lên rằng tình liên đới giữa con người là một điều thiết yếu và ta cần có người chung quanh để sống với. Nói một tiếng cảm ơn với người nào đó là khẳng định giá trị và nhân phẩm của người đó. Nhưng ở đời, có ai mà không cho ta một món quà hay không dạy ta bất cứ bài học nào đó? Bài trích sách Lẽ Sống.